thời gian qua công an tỉnh thanh hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và ban hành tổ chức triển khai đồng bộ có hiệu quả nhiều văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt lực lượng công an đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát động sâu rộng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy 9 tháng năm 2024, lực lượng công an Thanh Hóa đã tổ chức hơn 6.000 buổi tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, phòng chống tai nạn đuối nước cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức đồng loạt hơn 285 điểm tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, thu hút gần 75.000 người tham gia. Tổ chức 62 lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy chuyên sâu cho lực lượng dân phòng với 3.660 người tham gia đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động hơn 2.000 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, hơn 1.660 mô hình điểm chữa cháy cộng đồng, 262 mô hình tuyên truyền kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy trên hệ thống quảng cáo, màn hình khởi động tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.